Sáng nay, Ban Kinh tế, Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc họp thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách trình tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh số trang khóa 10. Dự cuộc họp có ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan cuộc họp đã thẩm định các tờ trình gồm danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2023 trên địa bàn tỉnh, về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư, đề án phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, quy định mức giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh, tờ trình về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng xem xét báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2021, dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023 đến 2025 dự thảo báo cáo kinh tế xã hội năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023, phân bộ kế hoạch đầu tư công. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh các tờ trình trước khi trình kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cũng trong sáng nay, ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ 11, dự họp có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, các đại biểu đã xem xét báo cáo về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng dự thảo nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và dự thảo nghị quyết về quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ trình tự thủ tục lựa chọn dự án kế hoạch phương án phát triển sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các ban ngành đơn vị liên quan trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và sớm hoàn chỉnh văn bản để trình lên kỳ họp sắp tới. Ban Thường vụ huyện ủy Mỹ Tú vừa họp đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 và triển khai nghị quyết năm 2023. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Thống, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sóc Trăng. Năm 2022, huyện Mỹ Tú thực hiện đạt và dược 16 trên 19 nhóm chỉ tiêu nghị quyết, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, quy hoạch, phân dùng sản xuất theo hướng phát huy lợi thế từng dùng, từng xã, chú trọng thực hiện cơ giới hóa, đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung triển khai thực hiện, hạ tầng giao thông nông thôn tiếp tục đầu tư nâng cấp. Trong năm 2023, huyện Mỹ Tú đưa ra mục tiêu chung là tập trung xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đẩy mạnh chuyển đổi số cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính tập trung giải phóng mặt bằng giải ngân vốn và tiến độ thi công các công trình trọng tâm trên địa bàn huyện đặc biệt là ưu tiên dự án cao tốc châu đốc cần thơ sóc trăng đoạn đi qua địa bàn huyện